Xin được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay. Mở đầu bản tin sáng ngày hôm nay thì mời các bạn đến với thông tin nóng. Huấn luyện viên Kiatek dẫn dắt câu lạc bộ của Hà Nội ngoài tương lai có biến lớn. Tiếp đến là nội dung huấn luyện viên Philippe Jouzier mong rằng tuyển Việt Nam có sự tự tin cao nhất khi bước vào chiến dịch Asian Cup 2023, đồng thời nhắn nhủ các cầu thủ đã có tuổi như là Hùng Dũng hay là Nguyễn Philippe hãy tận hưởng giải đấu. Cuộc khủng hoảng tiền đạo cắm ở Asian Cup 2023 của đội tuyển có thể sẽ được ông Philippe Jouzier giải quyết như cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo áp dụng 5 năm trước đây là nội dung cuối cùng trong bản tin sáng ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tin trên kênh Điểm tin bóng đá. Với tiêu chí là trung thực và cập nhật thì rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn bằng cách đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vào tối muộn ngày hôm qua thì theo tờ Thanh Niên, huấn luyện viên Kiatek dẫn dắt câu lạc bộ của Hà Nội. Nếu không có gì thay đổi thì trong ít ngày nữa, Công an Hà Nội sẽ có cuộc làm việc với huấn luyện viên người Thái Lan để cho cựu danh thủ này chính thức ngồi ghế nóng thay cho ông Gông Okyun. Cụ thể là tối ngày 6 tháng 1 thì một lãnh đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết là đội đã đặt vấn đề với huấn luyện viên Kiatek về việc mời vị huấn luyện viên người Thái Lan này về dẫn dắt câu lạc bộ khi Virik trở lại sau dịp FIFA Days. Đội bóng này sẽ ký hợp đồng với huấn luyện viên Kiatek. Huấn luyện viên người Thái Lan sẽ bắt tay ngay vào công việc trong tuần tới. Mục tiêu của vị huấn luyện viên này không gì khác là tiếp tục đưa đội bóng ngành công an duy trì vị thế hàng đầu tại V-League và có khát vọng vươn xa hơn ở tầm châu Á. Công an Hà Nội cho biết sở dĩ đội muốn mời huấn luyện viên Kiatek vì khi còn khoác áo cầu thủ, đây là nhân vật hết sức nổi tiếng, đem lại thành công rực rỡ cho bóng đá Thái. Khi Kiatek nhận lời bầu Đức sang đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai thì cựu danh thủ này cũng đã đem đến cho đội bóng phố núi những thành tích đáng tự hào. Trên thực tế thì Hoàng Anh Gia Lai dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Kiatek cũng đã có những nét khởi sắc. Tuy nhiên thì vì nhiều lý do khác nhau, Hoàng Anh Gia Lai hiện là vẫn chưa thành công, vượt trội như kỳ vọng. Tuy nhiên thì lãnh đạo đội bóng thủ đô tin tưởng là khi được chuyển sang môi trường làm việc mới, huấn luyện viên Kiatek sẽ đem đến cho đội bóng ngành công an nhiều sự đổi mới tích cực. Kế hoạch mời ông Paul King cũng tạm gác lại sang một bên và ông Gông Okyun sắp được thay thế bởi gương mặt quen thuộc của làng bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Khi ông Gông cầm quân thì Công an Hà Nội không chơi tốt và hiệu quả, thành tích là không cao. Thậm chí có dấu hiệu là sa sút, đội bóng đã phải để giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại chỉ đạo chiến thuật ở trận gặp đội Bình Dương. Ông Đại cũng tỏ ra khá mát tay khi đội bóng ngành công an đã giành chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên thì về chiến lược đường dài, Công an Hà Nội vẫn cần đến vai trò của một huấn luyện viên trưởng đúng nghĩa mà theo lãnh đạo đội bóng thì Kiatek là phù hợp nhất. Từ khi lên thi đấu tại V-League, dù đã vô địch 2023 nhưng ghế huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ này chưa bao giờ ổn định như mong muốn của lãnh đạo đội. Huấn luyện viên Kiatek được kỳ vọng là sẽ mang đến điều gì đó. Ngược lại thì nhà đương kim vô địch cũng là môi trường lý tưởng cho khát vọng thể hiện tài năng của huấn luyện viên này. Như vậy là Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ phải thay tướng mà giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành dĩ nhiên sẽ là phương án tốt nhất cho đội bóng cờ Bồ Đức ở thời điểm này. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, cuộc khủng hoảng tiền đạo cắm ở Asian Cup 2023 của tuyển Việt Nam có thể được ông Philippe Jouzier giải quyết như cái cách huấn luyện viên Park Hang-seo từng áp dụng trước đây. Chấn thương của Tiến Linh trước thềm Asian Cup 2023 khiến cho đội tuyển của chúng ta bước vào giải đấu mà không có trung phong cắm nào đẳng cấp. Dù ông Philippe Jouzier cũng đã chữa cháy bằng việc gọi tiền đạo Nguyễn Văn Trường hay trước đó là trung phong trẻ Nguyễn Văn Tùng, nhưng với việc chưa từng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, thật khó để có thể kỳ vọng vào bộ đôi tiền đạo này ở ngưỡng đôi mươi làm nên chuyện trước những đội rất mạnh như là Nhật Bản hay là Iraq. Trong tay ông thầy người Pháp hiện tại, những cầu thủ kinh nghiệm nhất như là Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn đều không phải tiền đạo mũi nhọn, có thể bám vòng cấm, đảm trách nhiệm vụ làm tường, dứt điểm, chạy chỗ hút người. Đây đều là những chân sút có xu hướng lùi sâu làm bóng rồi bất ngờ xâm nhập vòng cấm của đối phương. Ở 8 trận dưới thời ông Philippe Jouzier, tuyển Việt Nam đã chơi luân phiên hai sơ đồ là 3-4-3 và 3-5-2. Dù đá công thức nào thì đội tuyển cũng cần một trung phong như là một ngọn hải đăng trong vòng cấm để có thể xây dựng lối chơi tấn công. Ông Philippe Jouzier đã thử nghiệm nhiều nhân tố như là Tiến Linh, Văn Tùng, Đinh Thanh Bình, nhưng chưa cầu thủ nào ghi bàn thực sự là đáng tin cậy. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất vào lúc này
của đội tuyển là Phạm Tuấn Hải với 2 bàn, một tiền đạo lùi hơn là một trung phong thực thụ. Do đó mà cuộc khủng hoảng trung phong ở đội tuyển sẽ thúc đẩy sự thay đổi của ông Philippe Jouzier. Một sơ đồ không tiền đạo có thể sẽ là lựa chọn tối ưu cho huấn luyện viên người Pháp trong bối cảnh hiện tại. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta từng dự Asian Cup 2019 cũng trong tình cảnh là không có một chân sút giỏi. 4 năm trước thì tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức chia tay đội tuyển ngay trước thềm giải đấu, khiến ông Park Hang-seo chỉ còn một trung phong là Tiến Linh, khi đó thì Tiến Linh chưa đủ chín. Ông Park đã xếp sơ đồ không có tiền đạo thực thụ nào. Ông sử dụng Công Phượng trong vai trò số 9 ảo, hoạt động tự do trên hàng công. Công Phượng không bám vòng cấm mà được tự do chạy chỗ, di chuyển linh hoạt, khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ. Để rồi thì chân sút sinh năm 1995 đã có giải đấu thành công. Anh ghi 2 bàn vào lưới Iraq, Jordan cùng trận đấu gây náo loạn hàng thủ Nhật Bản bằng những pha dê dắt lắt léo, kỹ thuật và khó lường của mình. Tuyển Việt Nam đã vào tứ kết mà không cần một chân sút đúng nghĩa. Ở đó thì Công Phượng ghi bàn nhiều nhất đội với 2 bàn. Bởi khi đó, nền tảng phòng ngự, kết cấu đội hình vững chắc cùng những pha chuyển đổi trạng thái được mài giũa đến thuần thục đã giúp cho các học trò của ông Park gây khó khăn cho các đội mạnh. Đây có thể là gợi ý cho tuyển Việt Nam của ông Philippe Jouzier. Toàn đội sẽ thi đấu Nhật Bản, Iraq, những đối thủ của 2 năm trước cùng một Indonesia đã thân thuộc ở Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam sẽ đá ít nhất 2 trận ở Asian Cup 2023 ở thế là cửa dưới. Về cơ bản thì nhiệm vụ ghi bàn đôi khi không phải quan trọng nhất trong những trận đấu như thế này. Nếu chơi phòng ngự phản công thì vai trò của các tiền đạo cần phải làm trước tiên, đó là gây áp lực trực diện để ngăn đối thủ triển khai bóng, cố gắng giành bóng để tấn công nhanh. Thay vì sắp xếp một trung phong thuần túy thì việc đá sơ đồ không cần tiền đạo thực thụ với 3 cầu thủ tấn công di chuyển linh hoạt, biến ảo như 5 năm trước của ông Park có thể là lựa chọn đầy tiềm năng. Ông Philippe Jouzier đang có những chân chạy kỹ thuật và đầy tốc độ như là Văn Toàn hay là Đình Bắc cùng Vĩ Hào. Chưa kể là Tuấn Hải cũng rất nhạy bén, có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt, gây áp lực ở cường độ cao. Đây đều là những ứng viên cho vị trí số 9 ảo mà Công Phượng đã đảm nhiệm 5 năm về trước. Đặc biệt, cái tên Đình Bắc với những pha xử lý khó lường và táo bạo mà cầu thủ này đã thể hiện ở V-League. Nhìn chung thì sự thiếu vắng một chân sút cừ khôi ảnh hưởng đến hiệu suất ghi bàn của đội tuyển. Nhưng trong bối cảnh đội cần phòng ngự nhiều hơn là tấn công, đồng thời các tiền đạo phải linh hoạt, đa năng, lắt léo, đôi khi sơ đồ không trung phong có thể sẽ giải quyết được vấn đề. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, mới đây thì huấn luyện viên Philippe Jouzier đã chia sẻ những lời đặc biệt với Phí Đức Nguyễn và Hùng Dũng. Sau khi đến Qatar, đội tuyển Việt Nam đã ổn định chuyện ăn, ngủ, tập luyện. Tinh thần toàn đội là rất thoải mái trước chiến dịch quan trọng Asian Cup 2023. Tại Qatar thì ông Philippe Jouzier đã có cuộc họp nội bộ đầu tiên với toàn đội. Chiến lược gia người Pháp động viên các học trò là phải nỗ lực, cố gắng, tự tin chơi bóng như những gì đã tập luyện. Ngoài ra thì vị huấn luyện viên này cũng nói những lời đặc biệt với một số cầu thủ đã ở trên độ tuổi 30. Đây là tuần cuối cùng trước khi tuyển Việt Nam bước vào trận giao quân ở Asian Cup. Các bạn hãy nỗ lực, tự chăm sóc bản thân. Còn về lối chơi, các cầu thủ hãy tự tin hơn, triển khai bóng từ sân nhà một cách chủ động như những gì đã tập luyện trước đó. Với những cầu thủ ở độ tuổi 30 thì các bạn hãy tận hưởng Asian Cup 2023 vì đó có thể là giải đấu châu Á lớn cuối cùng của đời mình. Đúng như ông Philippe Jouzier nhắn nhủ thì Asian Cup tới đây có thể là giải đấu châu lục cuối cùng với những cái tên như là Nguyễn Philippe, Hùng Dũng, Tuấn Anh hay là Đình Triệu. Những cầu thủ đã ở ngưỡng 30 tuổi và rất khó có thể tham dự thêm một kỳ Asian Cup nữa. Tuyển Việt Nam là một trong những đội tuyển có độ tuổi trung bình thấp nhất giải đấu. Cụ thể là danh sách được ông Philippe Jouzier đăng ký tham dự Asian Cup 2023 có độ tuổi trung bình là 25,38, đứng thứ tư trong các đội dự giải. Những gương mặt trẻ đáng chú ý của chúng ta như là tiền đạo Đình Bắc 19 tuổi, Thái Sơn 20 tuổi, Tuấn Dương, Văn Việt 21 tuổi, Minh Trọng, Tuấn Tài và Văn Tùng 22 tuổi. Sau 2 buổi tập gym tại khách sạn, đội tuyển Việt Nam sẽ tập buổi đầu tiên ở ngoài trời. Thời tiết tại Doha là khá dễ chịu cùng với tâm lý khá thoải mái của các cầu thủ nên buổi tập đạt hiệu quả cao. Thầy trò ông Philippe Jouzier có quỹ thời gian hơn 1 tuần tập luyện, hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Thời gian này thì đội tuyển sẽ thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1 trước khi chốt lại danh sách chính thức bao gồm 26 cầu thủ vào ngày 13 tháng 1. Các bạn thân mến, theo thống kê thì tuyển Việt Nam của chúng ta
sở hữu chiều cao trung bình là thấp nhất ở Asian Cup 2023 và đây được coi là điểm bất lợi lớn của thầy trò ông Philippe Jouzier. Chiều cao trung bình của 624 cầu thủ tham dự Asian Cup 2023 là 1,798m. Có 14 đội sở hữu chiều cao trung bình thấp hơn con số này, trong đó tuyển Việt Nam sở hữu chiều cao thấp nhất giải đấu với 1,754m. Đội thấp thứ hai ở giải đấu là Thái Lan với chiều cao 1,763m, tiếp đó là UAE với 1,770. Đội bóng sở hữu chiều cao trung bình cao nhất giải là Iran với 1,838m. Rõ ràng là việc tuyển Việt Nam có chiều cao thấp nhất giải đấu là thiệt thòi lớn của chúng ta trong các cuộc tranh chấp trên sân. Số lượng cầu thủ có chiều cao trên 1m8 của tuyển Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người cao nhất đội tuyển là thủ thành Nguyễn Philip 1m92. Tiếp đến là bộ ba Bùi Hoàng Việt Anh 1m86, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thanh Bình 1m81. Tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ dưới 1m7 là Lê Phạm Thành Long 1m65, Nguyễn Quang Hải 1m66, Nguyễn Hai Long 1m68 và Trương Tiến Anh 1m69. Không chỉ có chiều cao thấp nhất, tuyển Việt Nam còn nằm ở nhóm tuyển nhẹ cân nhất. Cân nặng trung bình của đội tuyển là 71,7kg, chỉ nhỉnh hơn một chút so với Thái Lan là 69,6kg, UAE 70,9kg. Còn xét về độ tuổi trung bình, chúng ta là đội trẻ thứ tư của giải đấu với 25,8 tuổi, Indonesia trẻ nhất 24,8, tiếp đến là Tajikistan 25 tuổi và Kyrgyzstan 25,4 tuổi. Liban là đội có tuổi trung bình lớn nhất 27,7. Cầu thủ lớn tuổi nhất của tuyển Việt Nam là thủ thành Nguyễn Đình Triệu 33 tuổi, trẻ nhất là Nguyễn Đình Bắc 20 tuổi, cầu thủ cao tuổi nhất là Chetri 40 tuổi của Ấn Độ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.